cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Chúng tôi rất vui được đồng hành với quý vị trong ngày hôm nay và vẫn khung giờ quen thuộc vào mỗi tối thứ tư. Hy vọng rằng Người Kết Nối đã trở thành một người bạn vô cùng thân thiết, không chỉ kết nối với khán giả truyền hình mà còn làm nhiệm vụ kết nối với những người đang làm việc ở phương xa và dành những món quà ý nghĩa cho họ, đặc biệt là những tình cảm gia đình ấm áp. Xin được giới thiệu đến quý vị ba người kết nối đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay: MC Quang Bảo và cặp đôi rất dễ thương ở khu vực phía cánh trái, diễn viên Cát Tường, ca sĩ Hoàng Rapper. Lần trước thì chúng ta đã cùng gặp gỡ người mẫu Ngọc Châu, cô gái đã giành được vị trí quán quân của cuộc thi Việt Nam Next Top Model. Tập trước chúng ta đã từng nói rằng là đã 4 năm rồi mà cô vẫn chưa có lên thành phố để mà thăm con gái một lần nào ở tại nơi của con gái đang ở. Cho nên là ngày hôm nay tất cả những điều đó sẽ được thể hiện ở trong những cái đoạn clip tiếp theo mà quý vị sẽ được theo dõi. Cũng như mọi chương trình khác của Người Kết Nối, chúng tôi đã bí mật đón người thân trong gia đình của người mẫu Ngọc Châu lên Sài Gòn. Đó chính là mẹ của cô. Sẽ có một cái chuyến hành trình đi cùng với cô để mà thăm lại đứa con gái mà cô rất là thương. Sáng nay cô lên sớm không? Ở nhà cô xuất phát ra đi là 3 giờ, tới bến An Sương là 5 giờ rưỡi. Cái chú xe ôm á chở vô tới đây không biết ở đây là ở đâu luôn. Chú xe ôm chú đứng chú nói trời sao cô dám đi mình cô vậy? Dạ. Thì giờ người ta hẹn đây thì đứng ở đây đi chờ chút xíu. Trước khi mà mình cùng đi á, thì cô có thử tưởng tượng là công việc người mẫu sẽ như thế nào chưa? Cô không tưởng tượng được. Bởi vì cô chưa có thấy được cái gì hết, cô không tưởng tượng được. Dạ, vậy thôi bây giờ là cô đi với con để mình đi thăm Ngọc Châu được không ạ? Dạ rồi, cảm ơn con. Dạ. Cái kỷ niệm mà mình được làm mẫu này cũng vui lắm. Khi mà cuối năm 2 sang năm 3 thì lúc đó mình vô tình mình lại quen được những bạn học thiết kế thời trang. Lúc đó là khoảng 4 5 giờ chiều rồi cơ, khi mà hai bạn mà bên ngành thiết kế thời trang đi tìm mẫu để mà diện cho cái thiết kế của họ thì họ bảo là tụi em đang ngồi bất lực lắm chị. Tại vì em đã tìm từ 8 giờ sáng cho tới tận 4 giờ chiều mà chẳng thấy ai cả. Đang định đi về thì lại tự nhiên vô tình thấy chị từ trong kia vậy đi ra. Đó, thì thế là họ chạy đến và nhờ Châu để mà có thể trình diễn. Thì lúc đó Châu không nghĩ gì cả. Khi mà mình nghe tới cái chuyện mà chị có thể giúp em làm mẫu mà diễn hay không là đồng ý liền. Đồng ý liền không suy nghĩ luôn hả? Thế là lúc đó mình đi catwalk như thế nào? Dạ, lúc đó thì mình chỉ giữ trong đầu là đi làm sao đừng bị té thôi nha Châu ơi Châu. Thời khắc mà mình quyết định đăng ký tham gia Việt Nam Next Top Model thì lúc đó mình cũng cảm thấy là giờ mình thích quá rồi. Giờ mình không biết làm sao hết. Và thông qua chương trình thì mình cũng biết được là đây chính là cái con đường ngắn nhất để mà mình có thể thực hiện cái ước mơ trở thành người mẫu của mình. Lúc đó Châu mới quyết định lấy hết can đảm và quyết định đăng ký tham gia. Lâu rồi mới lại thấy con gái mình vậy, cô thấy sao? Thấy nó thì thấy nó cũng vui vẻ, thấy nó cũng thấy thương, nhưng mà không có gặp nó được đâu. Châu á thì cái vụ mà người múa dẻo rồi là Châu khoái lắm á, từ nhỏ luôn á. Cái vậy nhà cô thường nói thì nói sao ở nhà này sao không có ai xí soạn mà sao cái con này nó xí soạn quá chừng không biết. Nhỏ chị nó là nó nông dân lắm. Mà sao có nhỏ em này nó vậy đó không biết nữa. Mấy người ở xóm nói con bà nó đi thi trên truyền hình, bà có mở ra bà coi không? Nó nào ngay cô ít coi tivi lắm. Rồi cái bữa hôm đó cô mở ra cô thấy mà đi cái vòng đầu tiên á mà Châu đi cao mà mặc cái đầm vàng đi mà té xuống lần đặt đứng vậy ha. Rồi cô nói thôi nghỉ đi, tôi giái cho con tôi rớt đi vậy đi học. Ở đi cái độ quá cao mà con mình té nữa thôi ngoài tôi nói tim nhảy ạch ha. Tôi giái cho con tôi rớt đi vậy đi học. Bởi vì nó còn học một năm nữa nó mới ra trường. Cái mấy người kia nói trời ơi con bà vậy mà giái vô rớt bà này kỳ, tôi nói con tôi đi thấy ớn không? Cái gì trên cao mà anh té xuống lỡ có gì sao, nhưng mà thực tế là người ta có rõ rẽ, người ta móc trên cái lưng của nó. Và lúc đó là thấy vậy là có gọi điện thoại cho Châu liền không? Không, cô không gọi. Cô không gọi luôn? Không, không có gọi. Sao nó lại không gọi? Không có gọi. Bởi vì con Châu cái tính của nó, ý nó muốn là nó phải làm cho bằng được. Đó. Nên thành ra cô cũng không có gọi. Thực ra ban đầu khi mà Châu đi thi á thì mẹ cũng không ủng hộ lắm. Nhưng mọi người cũng thường biết á là gia đình ở quê mà, người ta vẫn mường tượng nó là cái gì đó xa xỉ và nó là cái gì đó không phù hợp với mình, với là những người xuất thân từ dân tỉnh hoặc là dân ở quê. Chị hai và em Út ủng hộ rất là nhiều, hai người không phản đối. Chỉ có mẹ là người duy nhất mình cần thuyết phục. Cô vẫn nói, tôi thấy nghe nó ấy quá, thôi ấy rớt thì về đi học con ơi. Cái nó nói mẹ nói chứ vô đây ai người ta cũng đáng hết hả? Thì thôi mẹ để con thi. Nó nói thôi ý con muốn thì con cố gắng lên ngăn con.
Rồi cái mẫu tình cô cứ nhắc là hả, nếu thích thì cố lên nghe, chứ để thích mà cố không cố thì thua ta đó. Yeah. Cái đó nói con ráng. Yeah. Châu có một cái may mắn đó chính là khi mà từ nhỏ được mẹ rất là tin tưởng, cho nên khi mà mình nói với mẹ là ờ mẹ ơi cái này con làm được nè, cho nên là mẹ cứ để con làm đi, thì chắc chắn là mẹ sẽ cho mình làm thôi, mẹ không cản nữa. Nguyên ngày làm việc không lúc nghỉ ngơi của Ngọc Châu cũng là nhiêu đó thời gian mẹ cô chờ đợi và theo dõi để hiểu thêm công việc của con. Cô thấy con gái mình làm việc rồi tập luyện rồi ăn uống như thế, cô thấy như thế nào? Thấy nghe hơi vất vả chứ. Hồi trước kia mình ở nhà thì mình không thấy công việc của con mình là như thế nào. Yeah. Mình cứ nghĩ rằng là chắc con mình sung sướng. Ai cũng thấy là coi như là mặc đồ đẹp, trang điểm đẹp lên là sung sướng. Nhưng mà không ngờ thì nó cũng vất vả y như mình thôi. Yeah. Mình thì thay cho mình lao động là ngoài nắng ngoài mưa, còn tốt ngày là ở trong mát mà, nhưng mà nó cũng phải quằn quặt suốt ngày luôn, chứ nó cũng đâu có nghỉ ngơi là ở không y như mình nghĩ đâu. Thì ngày hôm nay là Ngọc Châu sẽ biểu diễn ở trên sân khấu này, thì bây giờ là cô với con lấy cái vô trong coi. Mình nhìn coi được không? Cô có mệt dữ không? Ý là tại vì trễ rồi đó, bình thường là ráng, cần cô có mệt bữa nay cô cũng ráng. Tại sao em nói em hỏi cô cái câu á là hỏi cô có mệt dữ chưa? Tại vì thật ra lúc đó là cũng đã tầm khoảng gần 8 giờ tối rồi. Đó, mà đối với mấy người dưới quê á, mà đặc biệt là cô á, là 8 giờ đi ngủ rồi. Là coi như là tới 20 giờ sáng là dậy là tiếp tục ra rẫy, cho nên là lúc đó cô cũng thấm mệt mà cả ngày lại chờ đợi mà nắng nóng nữa. Đúng rồi, người ở quê thì dậy 3 giờ dậy thì không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà đúng là 7-8 giờ tối là bắt đầu là lên giường nằm nghỉ ngơi rồi, ta dậy sớm làm việc mà. Thì đó là lý do tại sao mà cô không có xem tivi nhiều á, nhưng mà chỉ có chương trình của Ngọc Châu thì cô mới xem thôi. Nhưng mà thấy cô nói về nghề người mẫu này thấy đúng là con gái thì rất là yêu thích, có cái năng khiếu ngay từ nhỏ đã xe xua đứng chân diện rồi, nhưng mà mẹ thì lại không thích con đi theo cái nghề này. Đúng là rất là một cái sự đối nghịch nhau. Nói chung là ở dưới quê người ta đâu có nghĩ cái chuyện gì đâu, đã đi làm ăn uống rồi lớn lên lấy học hành có chữ thì tốt, xong lấy tấm chồng thôi, chứ còn tự nhiên là để cho người ta trang trí đâu. Tại nó ở ngoài bình thường lắm, tại vì nó lên sân khấu là được trang trí hay đó mới vậy. Người ta không có hiểu mà người ta thấy cái gì trên sân khấu rồi ăn bận đồ này kia, cái nó xa xỉ, nó xa vời, nó không phải như con mình, nó làm như một cái gì đó khác, kiểu cái thế giới khác đó, chứ không phải là con bé Châu nhà mình kiểu dạng vậy đó. Cho nên là người ta ngăn cấm là chủng chuyện hết sức bình thường. Thế thì chúng ta hãy cùng xem cuộc gặp gỡ giữa hai mẹ con sẽ diễn ra trong bối cảnh như thế nào. Hoàng đừng khóc nha em, nhớ nha. Dạ em chắc chuẩn bị sẵn khăn giấy rồi. Đâu, khăn giấy đâu, khăn giấy đâu. Đây. Ủa, có luôn hả? Có. À có thiệt. Sau lần duy nhất được chứng kiến cảnh con đi trên sàn diễn trong đêm chung kết của cuộc thi Next Top Model, thì đây là lần đầu tiên mẹ cô thấy được cảnh tập vất vả và sự tất bật chuẩn bị cho đêm diễn, cho đến lúc con gái của mình lung linh rạng rỡ trên sàn catwalk dưới ánh đèn sân khấu. Cho nên là bây giờ là mình vô trong là mình sẽ yên lặng, không nói gì hết. Con sẽ yên lặng để con nói chuyện với lại Châu một chút. Châu ở trên hả? Dạ. Mà cái ngày mà em lên đây em đi học, mẹ có đi theo em không? Chị Hai là người đưa cho em đi thi đại học. Mẹ không lên được bởi vì ở nhà mẹ lo việc nhà. Thật ra bản thân em cũng biết về điều đó, cho nên là mình cũng không có trách móc, hay là mình cũng không có đòi hỏi hay là yêu cầu mẹ là sao mà mấy đứa ba mẹ nó đưa nó đi là nó đi thi thì con cũng muốn như vậy. Thì bản thân mình biết được nhà mình nó như thế nào,
mình biết được mẹ mình là người rất là cố gắng làm tất cả mọi việc để mình lo cho bản thân mình nhiều, cho nên là mình tự cảm thấy được cái việc đó nó bình thường luôn. Ừ, thế có nhớ mẹ nhiều không? Cũng có đôi lúc mình nhớ, mình nhớ rất là nhiều. Những lúc mà mình bệnh hay là mình gặp những cái việc mà không thể nào nói với ai được, kể cả đó là mẹ hay là bản thân hay là ai ai đó, không thể nào nói được. Tại vì một phần em cũng là một cái người nó rất là khó chia sẻ về cái cảm xúc cũng như là những cái khó khăn mình đang gặp. Thì những cái việc mà không thể nói ra được thì mình bắt đầu mình buồn. Thậm chí là có đôi lúc em cũng đã từng nghĩ về kiểu từ lúc mình không đi thi, mình bây giờ mình là sinh viên thì cái cuộc sống mình đã khác. Thì bây giờ mình vô tư chơi với bạn bè, bây giờ mình có thể tốt nghiệp rồi. Sau khi suy nghĩ xong thì lại suy nghĩ lại. Thì lại suy nghĩ lại đó là, ủa, hồi trước mình đi thi á, rõ ràng là mẹ mình không cho đi thi, tại sao lại là khi mà mình đi thi xong rồi thì bây giờ lại suy nghĩ cái kiểu như ngược lại là, ủa, ngày xưa mình không phải chứ mình không đi thi thì tốt mấy. Và cái điều này mình cũng đã hứa nói chính miệng, mình cũng đã nói với mẹ là mẹ cứ tin con đi, chắc chắn là mẹ con làm được. Con đường này mình chọn, không ai chọn, không ai ép mình phải đi cả. Cho nên là khi mà làm á thì mình phải làm cho tới cùng. Không chỉ vì những cái khó khăn trước mắt như vậy mà mình có thể bỏ qua cái cơ hội mình đang có. Bản thân em cũng quan niệm là tính nhà mình là cái nơi mà bình yên nhất đồng đi về. Thì sau này mà trong cái con đường mà em chọn á, chẳng may em có bất ngờ là em gặp cái gì đó không tốt, thì cái nơi đầu tiên em muốn về đó chính là về nhà. Bởi vì khi mà về nhà thì sẽ giúp được cho em nó bình tĩnh trở lại, và nó giống như là nó có một cái chỗ dựa cho mình để mà mình có thể suy nghĩ về cái chuyện đã xảy ra cũng như là cái hướng dẫn sao cho tốt nhất. Và như em cũng nói rằng là lâu lắm rồi em cũng không có chia sẻ với mẹ được. Thế thì ngày hôm nay nhân cái cơ hội này em nói xem clip của chị với mẹ, thì bây giờ nếu được em nói cho mẹ nghe đi. Con cảm ơn mẹ là luôn dành cái sự tin tưởng cho con và luôn ủng hộ con khi mà biết được quyết định con như thế nào. Và một điều muốn nói mẹ là bản thân con bây giờ cũng đã lớn rất là nhiều, cũng đã suy nghĩ được mình nên làm gì, và mẹ hãy đừng lo lắng cho tụi con nhiều quá. Và bây giờ mẹ có thể hãy, nếu có thể thì mẹ hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, lo lắng cho sức khỏe của mình cũng như là tình cảm và cảm xúc của mình nhiều hơn. Và đối với con bây giờ, khi mà mẹ hạnh phúc chính là lúc mà con hạnh phúc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại thì em vẫn hàng tháng thì em vẫn chưa có khả năng mà gửi về những cái khoản tiền nhất định. Nhưng mọi người vẫn hay gửi về cho bố mẹ, nhưng mà những cái dịp đặc biệt như là lễ Tết hoặc là ở nhà có giỗ hay là tiệc mừng tuổi thì mình vẫn sẽ có những cái khoản đó dành cho mẹ. Hiện tại bây giờ thì cũng đang ấp ủ một cái giấc mơ lớn hơn, một cái con đường xa hơn về tương lai, cũng như là chẳng may mà khi mà mình làm nghề người mẫu mình gặp phải một cái vấn đề hay là bất trắc gì đó, mà thậm chí là lúc đó nghề đã đào thải mình rồi, thì mình cũng sẽ có một con đường khác mà bước tiếp, cũng như là mình nuôi sống được bản thân, cũng như là nuôi sống được mẹ và chăm sóc được mẹ sau này. Bản thân em cũng đang ấp ủ về một cái giấc mơ kinh doanh lớn hơn. Em nghĩ đó là một cái hướng đi rất là dài cho tương lai. Và chính vì vậy mà mình buộc phải đầu tư bây giờ, ngay khi mình có thể, chứ không phải là để khi mà sau này mình làm nghề tới 2 năm, 3 năm rồi mình có thu nhập cao hơn mình mới đầu tư. Thôi thì là ngày hôm nay là một cái buổi trò chuyện rất là dài rồi. Anh có một cái món quà nhỏ nha tặng cho em rồi, thì là còn một món quà lớn hơn nữa, nhưng mà ấy là bây giờ anh xuống dưới anh lấy này. Nhỏ quá đem lại đâu có được. Rồi xuống bước nữa, từ từ cẩn thận, một bước nữa, bước nữa, rồi sao mà nóng tay người ta hả trời. Tay nhỏ xíu à. Mẹ xem hồi nào vậy? Mẹ ơi, mẹ tới từ hồi sáng tới giờ. Trời, mẹ ở đâu? Có chỗ ở thôi. Nói chung là mẹ có chỗ ở. Mẹ có mua cho con nè. À, bánh tráng, sữa bò chua, mắm tôm. Đâu, đó. Trời ơi, mẹ cưng con gái dễ sợ luôn á. Bánh tráng nè, phòng nè, me, cho nhìn là dễ sợ. Đói bụng phải không? Giờ là có đồ ăn rồi đó. Nói chứ là nãy giờ là em ở trên đó như thế nào là mẹ này biết hết. Rồi hết. Mà không phải là từ hồi nãy đâu, mà từ sáng tới giờ luôn.
Bé dễ sợ. Ngày hôm nay cũng mệt rồi, cô cũng vất vả. Cô nói cô 8 giờ ngủ, bây giờ là gần 12 giờ đêm rồi. Là phia dữ lắm rồi. Thôi thì hai mẹ con ở lại tâm sự với nhau. Nhưng mà đêm nay nhớ ngủ sớm nha. Sáng mai con qua sớm gần đó. Thèm đếm dữ vậy. Nhìn dài. Mấy đứa ở trên nhà. Cái gì mới có nhiều cô. Ở trên đó có cái gác nữa hả? Có, có đứa ở, cũng cũng lộng á. Có buổi sáng, buổi trưa thì ở đây hơi nóng. Mấy đứa ơi, mấy đứa xuống ăn bánh tráng không? Mẹ tao đem bánh tráng lên kìa. Đi, xuống xuống dưới này. Bạn hả, bạn hả? Tao đi theo mấy chú này từ hồi... Bánh tráng này nên thôi, vô hại rồi. Ở này chết đi luôn, đi theo rồi mẹ ở đâu? Hả? Đi theo rồi mẹ ở đâu? Tụi tao ở kế bên mày. Mày tại tại con không thấy mẹ hết, chứ mẹ thấy con đâu thấy đâu. Thì hồi nãy có đi coi show không? Ủa, chứ tao ngồi từ lớn mà anh thấy sao? Tao đâu có nhìn gì dưới đâu. Tao ngồi ngay chứ không vậy nghe. Tao chuyển hơn. Tao dưới thêm 2 tầng hả? Quá chứ chưa rồi. Đoán lòng mình lấy khăn giấy biết thôi rồi. Làm mình cứ lấy khăn giấy. Không đâu, vui quá trời. Em là người nhạy cảm. Nhiều khi một chi tiết nhỏ em cũng rơi nước mắt. Nhưng mà cảnh này vui quá nè. Dễ thương quá. Hoàng chuẩn bị hết đùi đủ mọi thứ rồi. Khăn giấy rồi, máy hút ẩm thì nó. Không, thực ra là cá nhân của em khi mà em đi qua cái chương trình này, em cũng chuẩn bị tâm lý sẵn là khi mà hai mẹ con gặp nhau thì cũng sẽ rất là xúc động. Tại vì trước đó là cháu đã khóc rất là nhiều rồi. Nhưng mà nói chung là hai mẹ con này ngộ lắm anh. Có cái gì là họ gì giống như là lặng lẽ làm cho nhau, để mà cho nhau thấy được rằng là ừ, mình cũng đang sống tốt nè, mình cũng đang khỏe mạnh nè, để cho nhau được cảm thấy yên tâm thôi. Thật ra là cái về cái thể hiện về cảm xúc á, tại cái này không phải là diễn xuất mà đây là cảm xúc xuất phát từ cái, những cái tình cảm thật, tình cảm thiêng liêng. Mà cái cách mỗi người thể hiện tình cảm lại khác nhau. Ngoài đời thật thật sự nè, giờ giữa mình với mẹ mình nè, có khi nào mình ngồi mình nói chuyện âu yếm với mẹ mình chưa? Hình như chị cũng chưa. Nhưng mà chị cũng rất thân với mẹ chị. Nhưng mà để ngồi nói mẹ ơi con nhớ mẹ quá, hay là con thương mẹ quá, thôi mẹ khỏe mẹ, thì chưa bao giờ. Thì có thể cái cách của hai người này cũng như vậy. Hai mẹ con cái nụ cười lúc nãy á, là một cái nụ cười che đậy đi một cái vui vẻ rất là hạnh phúc, và che đậy đi những cái giọt nước mắt, những cái cảm xúc là muốn ôm chầm lấy nhau ở bên trong. Đúng bởi rồi. Vì họ là những người sống mà kềm nén cái cảm xúc của mình. Tại vì mẹ em cũng là người gần giống như câu chuyện đó. Là khi một người mẹ đóng vai trò của một người mẹ và một người cha thì nó khác hoàn toàn khi một người mẹ có một cái người đàn ông là ở bên cạnh mình. Cho nên là cái sự cứng rắn của cái người mẹ đó cứ để cho con mình tự lo, nhưng thật sự bên trong thì rất là quan tâm. Còn nếu như mà có một người đàn ông ở bên mình thì họ sẽ khác lắm. Ví dụ như gặp con thì nhiều khi sẽ khóc, sẽ rất là tình cảm, sẽ bộc lộ ra hết ở bên ngoài. Và đặc biệt là thật là đáng nể cho cô bé là kém em khoảng 10 tuổi luôn á, nhưng mà có suy nghĩ khá là sâu xa. Hiếm cô gái bạn trẻ nào bây giờ lại có thể vạch định ra cho mình những cái kế hoạch tương lai, và đặc biệt là những cái trường hợp rủi ro trong nghề, trong cuộc sống mình vẫn có những cái phao cứu sinh, những lựa chọn khác. Anh cảm thấy là cái cô bé này cũng giống như một tờ giấy trắng vậy, tức là cô không hề biết gì về nghề người mẫu. Mà thật sự trong nghề anh em mình biết là cái nghề người mẫu là cái nghề cạm bẫy nhất. Liệu cô ấy có đủ bản lĩnh để vượt qua được những cái cám dỗ như mẹ cô ấy đã từng lo lắng không? Đúng như anh Khang nói là cô ấy như một tờ giấy trắng, nhưng mà tờ giấy này rất là dày và nó khó cháy được. Bởi vì bản thân cô ấy đã có hơn 4 năm ở Sài Gòn để có thể đi học. Cô ấy đã quen với nhịp sống Sài Gòn này rồi, với con người ở đây rồi. Về showbiz có thể là chưa biết nhiều, với 7 tháng vừa tham gia thôi. Nhưng mà rõ ràng cô ấy cũng đã nghe đến và phòng thủ cho mình một cái tư thế thật là vững vàng để có thể không dính vào những cạm bẫy đó. Bây giờ có thể là ngày mai đi chơi vui vẻ cũng hay. Đoán đi. Đi chơi. Em là nghĩ là chắc là dẫn mẹ đi làm. Khang là nghĩ là dẫn mẹ đi ăn. Không, cô này cô không có ăn. Cô ăn cà pháo đi, cô quen. Chính vì cô không ăn cho nên là mới quyết định dẫn mẹ đến một cái nơi mà ngon nhất mà muốn đó, cho mẹ ăn. Mẹ tiếc tiền, mẹ không chịu ăn đâu. Rồi, coi như đoán xong rồi đúng không? Thì bây giờ mời xem clip. Coi như là sáng giờ là cô trò mình đi rồi đúng không? Bây giờ là hôm qua cô thấy là Châu diễn cái sạc kết quán như thế nào rồi. Còn bây giờ là cô sẽ biết được là Châu sẽ tham gia chương trình như thế nào. Mời cô vô đây. Ủa? Châu? Châu đi làm hả? Với ông em đang đúng không? Không rồi anh tưởng đi làm rồi chừng xong rồi. Cũng công việc cũng vừa xong và sáng nay thì tại vì cũng bận công việc đột xuất cho nên là đi sớm.
Rồi coi như là lại lấy hết của mẹ hết nửa ngày nữa rồi. Coi như là bây giờ hả làm gì bù lại cho mẹ đi kìa. Chứ mẹ đi xa là xa lên đây mà. Dạ. Thì dự định của em ban đầu thì cũng là muốn hôm nay mình có thể đưa mẹ xuống thăm em trai ở chỗ em học ở Đồng Nai cơ. Nhưng mà sáng thì lại bận vì đột xuất thì đi. Thì mà đến bây giờ cũng không muộn lắm, nên chắc là cũng sẽ tranh thủ đi xuống dưới để cho mẹ thăm em trai xong rồi về. À, là coi như là bây giờ đi thăm trai Út nữa. Rồi, vậy là cô vui rồi. Coi như là lên Sài Gòn mà được tới thăm được tới hai đứa là coi như là gia đình đoàn viên ngày hôm nay. Thì thôi anh sẽ không có làm phiền nữa, để cho mọi người thoải mái đi. Chứ mà không có anh là mọi người lại không biết nói gì hết. Rồi thôi thì dạ, con chào cô. Còn chúc cô có nhiều sức khỏe. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ, rồi. Cảm ơn anh. Thôi đi chơi, mẹ cẩn thận. Ok. Dạ, bye bye. Đi đây. Bye bye. Bye. Thằng hai này nó đứng cái bìa bên kia. Nhà thấy nó cao bự mà vô đây thấy nhỏ hơn đây. Đâu đâu bạn nào đâu. Đó cái mặt đang bảo yếu mẫu. Trời ơi. Nghĩ làm sao mà biết được. Đó giờ thì em cũng chưa có thấy em út của em nó học như thế nào mà nó tập tành như thế nào. Thì mỗi lần mà mình xuống thăm á, thì mình chỉ được ở phía trước đơn vị thôi và chờ em nó đi ra. Mà bây giờ thì mình lại được vô trong và lại được lần đầu tiên lại được chứng kiến trong tập luyện của mấy bạn ở đây thì thấy rất là lạ. Thôi cắt xuống. Có hay về nhà không? Đâu được không? Hơn tháng rồi. Hơn tháng rồi. Anh ngày xưa là hơn 50 bạn. Nhớ gia đình không? Nhớ. Nhớ ai nhất? Nhớ mẹ. Không nhớ chị. Hai chị em có nét nhớ mẹ hả? Rồi giờ có điều chị em không còn cho mình. Điều chú ý ở sau quay. Quá trời ơi trời. Trời ơi trời. Ngày mẹ mới khóc Út nè. Thằng Út trời ơi thằng Út. Không ngờ chị mẹ mình ở đây. Và còn lại cũng vui. Tại cũng lâu rồi em chưa có gặp mẹ. Rồi chào trước thì mẹ em bệnh nên cũng nhớ mẹ nhiều. Con à, cô chỗ này hả? Dừng dưới này hả? Dừng này hả? Con nằm đây không á? Thấy hả? Nay bớt đen rồi đó rồi. Nay học giảng đường nhiều. Bớt đen. Tin mẹ bệnh nên là lúc đó cũng buồn. Với lại em nghe anh đại đội phó của em hỏi mấy bài hay nên em nhờ anh nó chỉ em vài bài đó, để mục đích là em định là lần sau về nhà để mà thổi cho mẹ nghe cho mẹ vui. Ít có dịp cô được đi thăm con á, mà có dịp này thì cô cũng thăm được Châu và Minh thì cô cũng mừng. Nếu mà có mệt thì cô cũng ráng cố luôn. Mặc dù là mẹ không có nhiều thời gian cũng như là không thể nào mà sắp xếp được công việc để mà đi thăm mấy chị em thường xuyên hơn, nhưng mà mình tin chắc rằng là em của mình cũng như mình là sẽ hiểu được cảm xúc và thương, từ đó mình cảm thấy thương mẹ mình nhiều hơn.
nói chung mình đoán sẽ bé hết trơn, ba người không ai đoán được. Đi chơi, đi ăn ha, đi ăn, đi làm. Con gái học ở thành phố Hồ Chí Minh, cách Tây Ninh gần xịt à, không có xa lắm, mà 4 năm chưa thăm được, huống chi là từ đó mà lên tới Đồng Nai thì xa hơn nữa. Cho nên nhân tiện mẹ đi một công một việc đã bỏ đồng bỏ án rồi làm. Chị nói là luôn. Hai người một cái người kết nối mà tới hai câu chuyện. Đúng rồi, cho nên cái chương trình này hôm nay rất là ý nghĩa. Đặc biệt là cái khúc mà người mẹ tới gặp Út, trời đất ơi chịu không nổi luôn. Mẹ có cảm nhận là Châu là một người rất là mạnh mẽ, cho nên mẹ rất an tâm. Nhưng mà hình như mẹ lo cho Út, mẹ lo cho Út nhiều nhất cho nên là mới khóc. Đó. Đen vậy con. Đó lo Út chịu lạnh lùng Út cam vậy đó. Một cái kết Nguyên Khang nghĩ là rất là hạnh phúc, rất là viên mãn cho cái cuộc gặp gỡ này. Và chắc chắn là người mẹ trong cái câu chuyện này rất là ấm lòng với hai người con. Ít ra thì thấy con mình đã trưởng thành như thế nào. Bác gái ơi, cho tụi con gửi lời cảm ơn bác gái rất là nhiều. Nhờ bác mà tụi con cảm thấy tình mẹ thật là ấm áp làm sao. Và cảm ơn những người mẹ như bác đã tạo cho những người con xa quê một động lực thật là mạnh để có thể vững vàng vào bản lĩnh hoạt động nghệ thuật của mình. Em Châu thân mến, chúc cho em sẽ có nhiều nghị lực hơn nữa, nhiều phấn đấu, luôn giữ vững lòng tin, đầy đủ sức khỏe và được sự ủng hộ của gia đình, mẹ, chị cũng như tất cả quý vị khán giả. Mong rằng em sẽ thành công hơn nữa trên sự nghiệp, trên cái con đường mà em đã chọn. Và đặc biệt cũng đừng quên nhanh chóng lấy tấm bằng đại học để cho mẹ và chị được yên lòng. Anh rất mừng em. Đến đây thì có lẽ là thời lượng phát sóng của chương trình của chúng tôi cũng đã hết rồi. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.